Hiện tại là 7 giờ tối mùng 5 tháng 5 2019 là chúng tôi đang chuẩn bị bốc hai chiếc sập thờ cho khách hàng tại Yên Lập và Hương Lung. Hai chiếc sập thờ gỗ mít đã hoàn thiện rồi thì chúng tôi chuyển cho khách trong đêm để sáng ngày mai là gia đình khách hàng có việc nên là chúng tôi chuyển sớm, chuyển trước. Tôi quay lại video giới thiệu cho mọi người hai chiếc sập thờ này, chất liệu gỗ mít. Chiếc này là chiếc tứ linh đầu hổ phù, còn chiếc kia là mai hóa. Đây, chiếc này đục đầu hổ phù trước thì gọi là tứ linh hổ phù. Tổng thể đây, đã phun sơn hoàn thiện rồi. Đây là địa chỉ của chúng tôi. Ngoài này là chiếc rơi hóa nhé, hay còn gọi phúc thọ nhé. Đây, chúng tôi sẽ cho lên xe để bốc xếp đi. Quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 50 86 trên màn hình đây. Chào.